Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 572. Nàng gặp Diệp Thần bị đánh rơi, chỉ sợ Diệp Thần đã bị đánh chết, hoảng cho nàng vội vàng bay đi, lại nhìn thấy Diệp Thần ngã trên mặt đất, cả người máu thịt be bét, nàng hoảng đến nước mắt đều nhanh chảy ra, ngồi xổm xuống muốn đỡ lên Diệp Thần, lại phát hiện Diệp Thần thân thể đã toái xương cốt toàn bộ đứt gãy, cả người mềm mềm thật giống như bùn để nhào nặn. Không, Tinh Diên triệt để luống cuống, trong lòng nàng vô địch Diệp Thần, giờ phút này cũng đã là trọng thương ngã gục bộ dáng, bối rối hạ nàng, liền là một trận phẫn nộ, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Huyền Tổ Sư, thân thể mềm mại bên trong có sát khí ủng ục ục xông ra, cùng tại sau lưng dần dần hội tụ thành từng đầu cái đuôi. Mà lúc này Diệp Thần, mặc dù bị trọng thương, nhưng tinh thần vẫn là thanh tỉnh, mà lại phảng phất được cái gì tác động, tinh thần của hắn rơi xuống luân hồi mộ địa chi bên trong. Ong ong, luân hồi mộ đang chấn động, có một đoàn hừng hực ánh sáng, lơ lửng giữa không trung, chói mắt vô cùng. Mộ chủ, thật có lỗi, ta thức tỉnh đến hơi trễ. Từ kia hừng hực quang huy bên trong, truyền đến một đạo ôn hòa hiền hậu ổn trọng thanh âm, liền thấy một đạo uy nghiêm thân ảnh bước ra. Kia là một thanh niên nam tử, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, người mặc một bộ thiên đế kim bào, bào trên thân thêu lên phức tạp vân văn. Mỗi một đạo vân văn đều phảng phất như nói cổ xưa truyền kỳ, mặt mũi của hắn thâm thúy, mũi cao tuấn, trong hai con ngươi lóe ra tinh thần quang mang, tóc đen đang không gió chậm rãi phiêu động. Ngươi là, Cửu Thương Cổ Hoàng. Diệp Thần một trận chấn động, lại là kinh hỉ. Đúng vậy. Cửu Thương Cổ Hoàng khẽ vuốt cằm, năm đó ta bị hồn thiên đế giết chết, ta vốn cho rằng, ta nhất định phải hồn phi phách tán, không nghĩ tới, thế mà đến thiên tổ ưu ái, là thiên tổ đã cứu ta. Mượn nhờ tòa này luân hồi mộ địa, đem ta tàn hồn thu nhập tòa này mộ địa bên trong. Diệp Thần nói, thiên tổ sao? Hắn tại sao muốn cứu ngươi? Cửu Thương Cổ Hoàng con ngươi lộ ra một vòng thâm thúy, lắc lắc đầu nói, ta không rõ ràng, có thể là nghĩ tới chúng ta giúp hắn đối kháng một chút trụ thần đi, cũng có thể là hắn muốn trở thành quang, cần chúng ta trợ lực. Diệp Thần nói, biến thành quang sao? Nhưng bây giờ thiên tổ, tựa hồ chỉ là một lòng muốn chết. Cửu Thương Cổ Hoàng nói, thôi, không nói trước cái này, bên ngoài cái kia Đạo Huyền Tổ Sư, thực lực cực kỳ cường đại, mộ chủ, người có thể cho mượn dùng lực lượng của ta, đem phản sát, người lực lượng hoàn toàn đánh không lại hắn. Bất quá, đang mượn dùng lực lượng của ta trước, người tốt nhất trước lĩnh ngộ ta thần thông. Nói, Cửu Thương Cổ Hoàng vung ra một mảnh ngọc giản, Diệp Thần tiếp nhận, chỉ gặp ngọc giản bên trên điêu khắc nhân hoàng sáu quyết bốn chữ. Cửu Thương Cổ Hoàng nói, ta thần thông công pháp phồn như biển sao, kỳ quan cũng không ít, ta hạch tâm nhất công phu, chính là môn này nhân hoàng sáu quyết, ngươi lại nếm thử lĩnh hội. Ngươi yên tâm, ta thi triển chút thời gian pháp tắc huyền bí, chúng ta cái này trong mộ địa thời gian, tương đối với ngoại giới tới nói, cơ hồ là đứng im, ngươi ở chỗ này lĩnh hội cái mấy chục năm, bên ngoài khả năng cũng chưa từng đi qua một sát na. Diệp Thần gật gật đầu, chính hắn có được vũ trụ mệnh cách, liền tinh thông thời gian cùng không gian pháp tắc. Tự nhiên cảm giác được luân hồi mộ thời gian pháp tắc, đã bị Cửu Thương Cổ Hoàng cải biến qua, tốc độ thời gian trôi qua gần như đứng im, hắn có thể có đầy đủ thời gian, đi lĩnh hội công pháp. Lập tức, Diệp Thần nắm lấy nhân hoàng sáu quyết ngọc giản, tinh thần thẩm thấu đến trong ngọc giản đi, lập tức oanh một tiếng, cảm thấy vô tận thần quang tại não hải nổ tung, hắn thấy được nhật nguyệt, tinh hà, càn khôn, hổ khiếu long ngâm, thiên kiếm nguy nga các loại bàng bạc khí tượng. Cửu Thương Cổ Hoàng nói, ta môn này nhân hoàng sáu quyết, có sáu tầng ảo diệu biến hóa, chính là, nhật nguyệt thần quang, tinh hà đại táng, càn khôn vô cực, hổ khiếu long ngâm, đăng thiên tạo hóa, nhân hoàng thiên kiếm. Đây là ta tư tưởng công pháp, kỳ thật cũng coi là vĩ đại kỳ quan, bởi vì cái này sáu tầng công pháp, tại ta tư tưởng bên trong, mỗi một môn đều có thể xưng nghịch thiên cường đại, liền ngay cả chính ta, cũng chỉ là hơi tu luyện ra một chút hỏa hầu, xa xa còn chưa tới đỉnh phong cùng viên mãn cảnh giới. Ngô, cũng có thể nói, những công pháp này là ta nói bừa, loại loại thần thông áo nghĩa quá mức cường đại, khó mà hành động, nhưng ta cho thiên tổ nhìn qua, thiên tổ nói ta môn này nhân hoàng sáu quyết, là có khả năng thực hiện, chỉ là tu luyện độ khó to lớn, cần thiết hao phí tài nguyên, cũng là nghịch thiên. Liền xem như ta, cũng chưa từng chân chính tu luyện viên mãn. Diệp Thần ra mặt run lên, nói bừa công pháp sao? Hắn cẩn thận cảm ứng nhân hoàng sáu quyết. Quả nhiên liền cảm thấy môn công pháp này cường đại cùng không hợp thói thường. Tỷ như tầng thứ nhất nhật nguyệt thần quang tầng này công phu nếu như tu luyện viên mãn, nhân thể thân hóa nhật tháng, chỉ cần thế gian này,
còn có ánh sáng tồn tại, người sẽ không phải chết. Nhật Nguyệt Quang Huy chiếu rọi ở đâu, người liền có thể thuấn di đến chỗ nào, ở khắp mọi nơi, vĩ lực bao phủ vạn giới, cường hoành không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nghe nói qua, tại bến bờ vũ trụ, có một loại cảnh giới, kêu trời thắng cảnh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Loại cảnh giới đó, liền là Nhật Nguyệt bất diệt, tự thân liền bất hủ, chỉ phải có ánh sáng, tự thân liền có thể vĩnh hằng tồn tại, phi thường cường đại. Nhưng vô thời không hệ thống tu luyện, cực hạn là thiên đế cảnh, đánh vỡ cực hạn sau là siêu phẩm thiên đế, lại đột phá liền là không thể nói cường giả. Không thể nói cường giả, đã là cực hạn bên trong cực hạn, không thể lại tiến bộ, muốn lại đột phá, chỉ có thể phi thăng đi bến bờ vũ trụ. Nhưng cửu thương cổ hoàng môn này nhân hoàng sáu quyết, tầng thứ nhất Nhật Nguyệt thần quang, lại muốn gắng gượng đánh vỡ vô thời không tu luyện cực hạn, để cho người ta thân hóa nhật tháng. Liền xem như tại vô thời không thế giới quy tắc dưới, đều có thể làm đến quang bất diệt, nhân thể liền bất hủ, vĩnh hằng tồn tại, trong đó ẩn chứa thần thông áo nghĩa, có thể xưng không hợp thói thường, gần như không có khả năng thực hiện. Liền cả cửu thương cổ hoàng, năm đó đều không có tu luyện viên mãn, công pháp này đã tương đương với vĩ đại kỳ quan, tư tưởng thiên mã hành không, cùng nói bừa không sai biệt lắm, nhưng chân chính muốn thực hiện liền cực kỳ khó khăn. Còn có tầng thứ hai tinh hà đại táng cửu thương cổ hoàng năm đó, đoán chừng là quan sát qua thiên tổ luân hồi mộ táng công, cho nên chính mình đạt được linh cảm, tư tưởng ra môn này tinh hà đại táng diệu pháp, cũng là có mai táng chư thiên kinh dị thần uy, đỉnh phong uy lực thậm chí có thể cùng luân hồi mộ táng công 4-5 tầng tương đương, cực kỳ không hợp thói thường, cũng là không có gì tu luyện viên mãn khả năng. Diệp Thần ngộ tính thiên phú cực giai, rất nhanh liền đem nhân hoàng sáu quyết đủ loại ảo diệu biến hóa, pháp tắc cấu tạo, kỳ quan tư tưởng, toàn bộ hiểu rõ tại tâm, nói ra. Cửu thương tiền bối, ta hiểu. Cửu thương cổ hoàng ánh mắt sáng lên, nói, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ sao? Diệp Thần khóe miệng giật một chút, lắc đầu nói, lĩnh ngộ là một chuyện, thực tế thi triển lại là một chuyện khác, biết dễ đi khó a, người này nhân hoàng sáu quyết, trong đó áo nghĩa, đã đột phá vô thời không thế giới quy tắc, muốn hoàn toàn thi triển đi ra, kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cửu thương cổ hoàng gật đầu nói, lĩnh ngộ liền tốt, có thể thi triển ra nhiều ít uy lực, liền nhìn vận mệnh của ngươi, ân, tốt, chuẩn bị ra tay đi, ngươi cho mượn dùng lực lượng của ta, trước chân áp kia đạo huyền tổ sư lại nói. Diệp Thần nói, đúng, tinh thần hắn liền muốn trở về nhục thân. Cửu thương cổ hoàng cũng chuẩn bị mượn lực cho Diệp Thần, trước giúp Diệp Thần chữa thương, hắn người hoàng sáu quyết, tầng thứ nhất Nhật Nguyệt thần quang, chỉ cần trên trời có quang, nhân thể liền có thể bất diệt. Mượn nhờ đủ loại ngày nguyệt quang huy, cũng có thể trị thương thế, thậm chí đạt tới người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả, vô cùng thần kỳ. Nhưng ngay tại cửu thương cổ hoàng, chuẩn bị phụ thân trị liệu Diệp Thần thời điểm, lại phát hiện bên ngoài đã có người tại nếm thử trị liệu Diệp Thần. Mộ chủ, có người tại cứu ngươi, a, đây thật là. Cửu thương cổ hoàng phát ra một tiếng thở dài, giống như lại có chút lúng túng bộ dáng, xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp ở bên ngoài. Tinh Diên gặp Diệp Thần bị trọng thương, toàn thân xương cốt trong kinh mạch bẩn toàn bộ vỡ nát, nàng hoảng đến nước mắt đều chảy xuống, trong miệng lẩm bẩm nói, Diệp Thần, ngươi không thể chết, ngươi không thể chết. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi chết. Nước mắt của nàng dọc theo gương mặt rơi xuống, nhỏ xuống đến Diệp Thần trên gương mặt, làm cho Diệp Thần cũng là cảm nhận được một trận ướt át. Sau đó, chỉ thấy Tinh Diên cúi người đến, đỏ tươi ôn nhuận bờ môi, lại hôn lên Diệp Thần bờ môi. Hôn phía dưới, Tinh Diên đem trong cơ thể mình rất nhiều khí tức, toàn bộ chuyển vận đến Diệp Thần thân bên trong. Kia từng sợi sát khí, từng sợi tà khí, toàn bộ giống như thủy triều, từ trên thân Tinh Diên chảy ra, chảy vào lá trong thân thể. Cỗ lực lượng này, sát khí xâm nghiêm, nếu như người bình thường tiếp nhận, chỉ có nhục thân linh hồn mục nát, đạo tâm sụp đổ hạ tràng. Nhưng Diệp Thần thể chất huyết mạch cường đại, cỗ lực lượng này, hắn tự nhiên có thể tiếp nhận. Đây là vĩ thú chi lực. Nói đúng ra, là nguồn gốc từ thú hoàng pho tượng năng lượng, là thiên không thú hoàng ban cho Tinh Diên đại tạo hóa. Là nàng đại cơ duyên. Cái này đại cơ duyên, đại tạo hóa phía sau, ẩn hàm vô tận hung hiểm, nhân quả liên lụy kinh dị, Diệp Thần trước đây muốn thay thế Tinh Diên tiếp nhận, nhưng nàng từ đầu đến cuối không chịu. Nhưng bây giờ, Diệp Thần bản thân bị trọng thương về sau, Tinh Diên lại chủ động dâng ra phần này lực lượng. Bàng bạc vĩ thú chi lực, cuồn cuộn sát khí. Hội tụ nhập Diệp Thần trong cơ thể, lực lượng cuồng bạo điên cuồng đánh thẳng vào Diệp Thần toàn thân,
sát khí phía sau ẩn chứa đặc thù linh khí, lại đang không ngừng tẩm bổ hắn trọng thương thân thể, thậm chí muốn cải biến tính mạng của hắn hình thái. Bất quá, Diệp Thần sinh mệnh hình thái, cực kỳ kiên cố cường đại, hắn có hắn nói, cho dù là kia thiên không thú hoàng ban thưởng vĩ thú chi lực, đều không thể cải biến thân thể của hắn, linh hồn của hắn, đạo tâm của hắn. Tinh diên thua đưa tới năng lượng, cuối cùng chỉ là thành đặc thù nào đó chất dinh dưỡng, nhưng Diệp Thần thương thế cấp tốc khôi phục lại. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức bạo tạc, phảng phất có dùng không hết lực lượng, hắn mở to mắt, liền thấy tinh diên đã chậm rãi buông ra bờ môi, nàng đã đem nàng năng lượng trong cơ thể, toàn bộ truyền cho hắn. Lực lượng khô kiệt tinh diên, nguyên bản trắng nõn mặt đỏ thắm trứng, lại cấp tốc u ám xuống dưới, thậm chí dần dần bò lên trên thi ban, phảng phất tiếp theo sát nàng liền phải chết. Diệp Thần lập tức chấn động, không nghĩ tới tinh diên vì cứu hắn, đúng là không giữ lại chút nào, đem nàng trong cơ thể mình tất cả lực lượng cùng linh khí, đều truyền cho hắn. Giờ khắc này ở Diệp Thần trong đan điền, đang quanh quẩn bàng bạc vĩ thú chi lực, nhưng khi hắn muốn sử dụng cỗ lực lượng này thời điểm, nhưng lại phảng phất bị cấm chế nào đó hạn chế, càng không có cách nào điều động. Luân hồi chi chủ, các ngươi còn muốn giãy giụa, kia rất tốt, ta liền để các ngươi làm một đôi số khổ uyên ương. Lúc này, đạo huyền tổ sư nhìn thấy tinh diên cứu sống Diệp Thần, trong mắt lập tức hiện lên một tia che lấp, bất quá hắn không chút kinh hoàng, mở ra siêu thiên tàn tướng hắn, đơn giản liền là vô địch tồn tại, hắn lập tức lại một trường gào thét mà ra, che khuất bầu trời, kinh thiên động địa, trường phong quét sạch cuồng sa, lăng không hướng Diệp Thần tinh diên hai người bạo sát xuống tới. Hắn cùng không biết, cửu thương cổ hoàng linh hồn, kỳ thật đã tại Diệp Thần trong cơ thể thức tỉnh. Diệp Thần mắt thấy đến đạo huyền tổ sư một trưởng vỗ đến, từ nơi sâu xa, lại cảm giác đến thời gian phảng phất đình chỉ, không gian cũng ngưng trệ, chung quanh gió thở phì phì rung động, thiên địa phảng phất hóa thành hỗn độn một mảnh, đen kịt. Tại vô tận hỗn độn bên trong, Diệp Thần thấy được một điểm như bầu trời xanh thẳm quang mang, sau đó từ kia xanh thẳm sắc trời bên trong, nổi lên một đạo thân ảnh già nua, hất lên da thú, cầm trong tay quải trượng, mặt mũi nhăn nheo, thần sắc trang nghiêm, lại là thiên không thú hoàng. Thiên không thú hoàng đục ngầu lại già nua ánh mắt, tựa như quán xuyên vạn cổ hỗn độn cùng vô tận thời không, rơi vào Diệp Thần trên thân, phát ra kéo dài lại thương nhưng thanh âm, luân hồi chi chủ, có hứng thú làm một vụ giao dịch sao? Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại nhìn thấy thiên không thú hoàng, hắn hỏi, giao dịch gì? Thiên không thú hoàng nói, làm ta vật chứa, người so tinh diên cô nương kia thích hợp hơn. Ta mới đầu nhìn chúng tinh diên, là bởi vì trong nội tâm nàng có một tòa hải đăng. Kia hải đăng liền là ngươi. Cùng tìm kiếm nàng làm ta vật chứa, ta không bằng trực tiếp tới tìm ngươi cái này hải đăng. Diệp Thần con ngươi nhắm lại, nói, ta lúc đầu bước vào sáng đạo nhai thời điểm, ngươi tại sao không nói? Thiên không thú hoàng thở dài, bởi vì đạo tâm của ngươi quá mức cường đại, mặc kệ ta làm sao kêu gọi, đều không thể dẫn dụ ngươi qua đây, bây giờ ngươi trời xui đất khiến, lại kế thừa ta ban cho lực lượng, chúng ta cũng coi như duyên phận. Bất quá, cỗ lực lượng này, không có lệnh của ta, ngươi là không cách nào sử dụng. Chúng ta có thể làm một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta vật chứa, ta có thể cho phép ngươi làm dùng lực lượng của ta. Diệp Thần cười nói, vật chứa, ngươi thật là dám a, ta thế nhưng là thiên tổ người đại diện. Thiên không thú hoàng nói, không sao, thiên tổ một lòng muốn chết, ngươi trong mắt hắn, chỉ là một con cờ thôi, hắn yêu cầu ngươi giúp hắn làm ít chuyện, để cho hắn chặt đứt nhân quả, thuận lợi chết đi. Ngươi làm ta vật chứa, ta đoạt sáng ngươi, ta cũng như thế có thể thay thiên tổ làm việc. Diệp Thần khóe miệng giật giật, nói, ngươi còn tại hủy diệt chi hải trầm luân lấy a. Nghe nói như thế, thiên không thú hoàng gương mặt lập tức co giật một chút, lộ ra sợ hãi, thống khổ, không thể làm gì chờ rất nhiều thần sắc, nói, đúng thế. Diệp Thần nói, ngươi muốn đoạt xá ta, chí ít cũng phải từ hủy diệt chi hải leo ra, ngươi có thể leo ra sao? Thiên không thú hoàng nói, ta luôn có thể bò ra tới, nhưng phải vô cùng thời gian dài dằng dặc, cái này đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt. Ngươi làm ta vật chứa về sau, ngươi có thể hưởng thụ vô tận kỷ nguyên tự do, chờ ta leo ra, kia cũng không biết muốn chờ đã bao lâu, trước lúc này, ngươi là tự do. Diệp Thần khẽ cười cười, nói cách khác, ta coi như bị ngươi đoạt xá, đó cũng là vô cùng về sau sự tình rồi. Thiên không thú hoàng nói, đúng thế. Diệp Thần trầm mặc một chút, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói, thôi, ta không hứng thú đương ai vật chứa. Thiên không thú hoàng ảm đạm, nói,
kia thiên tổ đâu? Diệp thần nói, thiên tổ cũng không được, hắn chỉ định ta khi hắn người đại diện, có thể không có hỏi qua ý kiến của ta. Vận mệnh của ta, nhất định phải từ ta chính mình trưởng khống, bất luận kẻ nào cũng không thể đem ta đương quân cờ bài bố. Thiên tổ cũng không được. Thiên tổ luân hồi đạo, đủ loại luân hồi chi lực, chỉ là ta mạnh lên công cụ. Ta sẽ báo đáp hắn, đợi đến nhân quả trả hết nợ, ta sẽ ta đi mặc ta đạo. Vào lúc đó, ta sẽ không còn là luân hồi chi chủ, ta là Diệp thần. Thiên không thú hoàng nói, ngươi đạo là cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể siêu việt luân hồi chi đạo? Diệp thần cười nói, ta hiện tại còn không biết, ta đạo thiên kiếm còn rất mơ hồ, hiện tại ta còn không thể thoát ly luân hồi đạo giàn khung, nhưng sẽ có một ngày ta có thể, ngươi nhớ ta làm ngươi vật chứa, kia là tuyệt đối không thể nào. Thiên không thú hoàng thở dài một hơi, nói, đừng nhanh như vậy cự tuyệt. Ta hiện tại liền triệt hồi cấm chế, cho phép ngươi sử dụng trước lực lượng của ta. Ngươi có thể cảm thụ một chút, lực lượng của ta có cường đại cỡ nào, tuyệt đối sẽ không so thiên tổ kém. Chờ ngươi muốn có được lực lượng cường đại hơn, liền kêu gọi tên của ta, thỉnh cầu ta chúc phúc đi, chỉ cần ngươi chịu làm ta vật chứa, ta có thể giúp ngươi quét ngang toàn bộ vô vô thời không. Dứt lời, thiên không thú hoàng thân ảnh, liền ẩn độn biến mất, chung quanh hỗn độn, cũng là từ từ tiêu tán. Sáng đạo nhai thế giới thiên địa, lại xuất hiện tại Diệp thần trước mắt, ngưng trệ thời không cũng lại bắt đầu lại từ đầu lưu chuyển, liền thấy đạo huyền tổ sư siêu trời một trường, thế mang bôn lôi cuồng chụp mà đến, thanh thế dọa người. Tại một trường này uy thế dưới, thiên đế đều phải chết. Chủ nhân chạy mau. Huyết long kêu to lên, trước đây đánh với thiên hằng chân nhân một trận, nó tiêu hao không nhỏ, bây giờ lại đối mặt đạo huyền tổ sư, nó đã là lực bất tòng tâm. Diệp thần nhìn xem đạo huyền tổ sư bạo sát xuống tới một trường, đồng tử cũng là kịch liệt co vào, lại tại lúc này cảm thấy đan điền năng lượng trào lên, vừa mới tinh diên truyền tới vĩ thú chi lực, hiện tại lại không có bất kỳ cái gì cấm chế hạn chế, hắn hoàn toàn có thể tự nhiên sử dụng. Diệp thần chấn động trong lòng, biết là thiên không thú hoàng triệt hồi hạn chế, cho phép hắn sử dụng cỗ lực lượng này. Nhưng, Diệp thần rất tinh tường, nếu như vận dụng cỗ lực lượng này, hắn rất khả năng liền muốn lên câu. Dẫm nhập thiên không thú hoàng cạm bẫy, về sau sẽ chỉ có vô cùng vô tận phiền phức. Cửu thương tiền bối, mượn lực cho ta. Trong lúc nguy cấp, Diệp thần trong lòng hét to, trực tiếp kêu gọi cửu thương cổ hoàng trợ lực. Tuân mệnh, cửu thương cổ hoàng đã sớm chuẩn bị, lập tức đem chính mình đạo này thân thể năng lượng, cuồn cuộn quán chú nhập Diệp thần trong cơ thể. Theo hắn thần hồn năng lượng, cùng một chỗ quán chú đi qua, còn có hắn đủ loại công pháp cảm ngộ, nhân hoàng lục quyết đủ loại biến hóa. Nhật nguyệt thần quang, tinh hà đại táng, càn khôn vô cực các loại, từng cái từ Diệp thần trong lòng lướt qua. Cái này nhân hoàng lục quyết ảo diệu biến hóa, Diệp thần vốn là đã lĩnh ngộ không ít, giờ phút này lại lấy được cửu thương cổ hoàng công pháp cảm ngộ, lập tức liền cảm giác thể hồ quán đỉnh, hiểu ra, toàn thân khí tức thông thuận. Hắn cùng không có sử dụng vĩ thú chi lực, mà là trực tiếp mượn cửu thương cổ hoàng lực lượng, toàn thân liền tạc lên vô tận quang huy, kia là liệt nhật cùng nguyệt sáng huy hoàng. Hỗn hợp lại cùng nhau xông thẳng tới chân trời, thiên địa yếu ớt, càn khôn trong trẻo, thân thể của hắn đã hoàn toàn bị nhật nguyệt quang huy bao phủ. Nhân hoàng lục quyết, nhật nguyệt thần quang, nhất chỉ phá thiên. Diệp thần hét dài một tiếng, cuồn cuộn ngày nguyệt quang huy ngưng tụ tại một chỉ, hắn một chỉ bạo sát mà ra, phảng phất chư thiên nhật nguyệt, vạn giới quang huy, toàn bộ hội tụ tại trên ngón tay của hắn, hắn một chỉ phá sát, đánh về phía đạo huyền tổ sư bàn tay. Chỉ nghe phù một tiếng. Diệp thần ngón tay, thế mà trong nháy mắt liền đem đạo huyền tổ sư bàn tay, đâm ra một cái lỗ máu. Đạo huyền tổ sư thê lương kêu to, kịch liệt đau nhức toàn tâm, siêu thiên tàn tướng cũng trực tiếp bị Diệp thần đâm thủng, toàn thân linh khí tán loạn, vô cùng chật vật lui lại, phát quan rơi xuống đất, tóc tai bù xù, mở to hai mắt nhìn chăm chú Diệp thần. Thời khắc này Diệp thần, thân hình sáng chói không thể gặp, bị một cỗ huy hoàng nhật nguyệt quang mang bao phủ. Lại lộ ra một cỗ lớn siêu thoát đạo uẩn, phảng phất chỉ muốn thế gian này, còn có nhật nguyệt tồn tại, còn có quang mang tồn tại, hắn sẽ không phải chết, thậm chí sẽ không thụ thương. Thân thể của hắn, đã biến thành quang, quang như thế nào lại chết, như thế nào lại thụ thương đâu. Quang bất diệt, Diệp thần liền bất tử. Cỗ này lớn siêu thoát đạo uẩn, ảo diệu đến cực hạn cảnh giới, làm cho đạo huyền tổ sư kinh dị rung động, tại thời khắc này, hắn đã không cách nào thấy rõ Diệp thần thực lực. Phảng phất Diệp thần cảnh giới, đã vượt ra vô vô thời không. Nhật nguyệt cảnh, đây là, nhật nguyệt cảnh khí tượng, không có khả năng,
không có khả năng. Ngươi không phải luân hồi chi chủ. Ngươi đến cùng là ai? Đạo huyền tổ sư gầm hét lên, vạn vạn không thể tin được một màn trước mắt. Hiện tại Diệp Thần tản ra khí tượng, lớn như thế siêu thoát diệu tướng, lại cùng trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Cảnh giống nhau y hệt. Nhật Nguyệt Cảnh, đây cũng không phải là vô vô thời không cảnh giới, thuộc về bến bờ vũ trụ hệ thống tu luyện. Nhật Nguyệt Cảnh cường giả, chỉ cần Nhật Nguyệt bất tử, sắc trời bất diệt, bọn hắn sẽ không phải chết, chỉ cần thế gian còn có một chút quang mang tồn tại, coi như chỉ là một điểm huỳnh quang, một sợi ánh nến, Nhật Nguyệt Cảnh cường giả đều có thể từ quang mang bên trong trùng sinh. Loại cảnh giới này cường đại, không phải vô vô thời không người có thể tưởng tượng. Đạo huyền tổ sư vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà tản ra loại này vô thượng khí tượng. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không có bước vào Nhật Nguyệt Cảnh. Tương phản, hắn cách Nhật Nguyệt Cảnh, không biết còn đến cỡ nào dài rằng giặc lộ muốn đi. Trên người hắn ngày Nguyệt Quang Huy khí tượng, nhưng thật ra là từ Nhân Hoàng Lục Quyết tầng thứ nhất, Nhật Nguyệt Thần Quang Diệu Pháp bên trong diễn hóa tới, là công pháp khí tượng, không phải cảnh giới khí tượng. Chỉ bất quá, đạo huyền tổ sư liếc thấy phía dưới, không cách nào phân biệt. Tinh Diên cũng sợ ngây người, không nghĩ tới Diệp Thần lại bắn ra huy hoàng như vậy Nhật Nguyệt khí tượng, trong nội tâm nàng Hải Đăng cũng đi theo phát ra vô tận quang huy, chiếu sáng nàng mỗi một tấc da thịt, phảng phất chỉ cần tòa này Nhật Nguyệt Hải Đăng bất diệt, nàng sẽ không phải chết. Diệp Thần nhìn thấy đạo huyền tổ sư bộ dáng chật vật, trong lòng biết là cơ hội, lập tức nhanh chân bước ra, vô tận ngày Nguyệt quang huy trong tay hội tụ, hắn một chưởng mãnh vỗ xuống. Nhật Nguyệt Thần Chưởng. Một chưởng này đánh ra, thiên địa thất sắc, Nhật Nguyệt vô quang, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một chưởng này bao phủ, vô tận uy thế làm cho người ngạt thở. Không đúng, không là Nhật Nguyệt Cảnh. Nhưng, cũng muốn mệnh a. Đạo huyền tổ sư hai mắt trừng lớn, nhìn Diệp Thần vừa ra tay, hắn liền tỉnh ngộ, Diệp Thần cũng không phải là bước vào Nhật Nguyệt Cảnh, mà là dùng một ít thủ đoạn đặc thù, bạo phát ra Nhật Nguyệt Quang Huy. Nếu như Diệp Thần thật là Nhật Nguyệt Cảnh, kia một trưởng này uy thế, hẳn là nếu lại mãnh liệt vạn lần, đừng nói giết hắn, ép bạo toàn bộ sáng đạo nhai thế giới cũng là dư xài. Bất quá, Diệp Thần mặc dù không là Nhật Nguyệt Cảnh, nhưng một trưởng này uy thế, cũng đầy đủ muốn mạng. Huyền Vũ, quay lại đây. Đạo huyền tổ sư hét lớn, kêu gọi Huyền Vũ Đế Quân tới. Lúc này Huyền Vũ Đế Quân, đang cùng rất nhiều sáng đạo cung đám võ giả, tránh ở phương xa quan chiến, run lẩy bẩy. Bọn hắn đều không nghĩ tới, thế cục nhanh như vậy liền nghịch chuyển. Đang nghe đạo huyền tổ sư kêu gọi về sau, Huyền Vũ Đế Quân toàn thân run rẩy, thân thể giống như lại không bị khống chế, nhanh chóng hướng đạo huyền tổ sư bay đi. Nhưng Diệp Thần bàn tay, so Huyền Vũ Đế Quân càng nhanh, phịch một tiếng, liền hung hăng đánh vào đạo huyền tổ sư trên thân. Phốc phốc, đạo huyền tổ sư máu tươi cuồng phún, mang theo một chút nghiền nát nội tạng, thiên đế thân thể đều khó có thể chịu đựng Diệp Thần một chưởng này, bị đánh đến lõm nhập bên trong lòng đất, đại địa cũng là băng liệt sụp đổ, xuất hiện một cái kinh khủng hố sâu, từng đầu khe nứt to lớn cấp tốc lan tràn. Diệp Thần nhìn thấy đạo huyền tổ sư toàn thân vỡ vụn, nhưng cũng chỉ là trọng thương, cũng chưa chết, cảm thấy thầm nghĩ, đỉnh cấp thiên đế sinh mệnh lực, quả nhiên cường đại, cái này đều không chết. Diệp Thần vừa mới một chưởng, hội tụ cửu thương cổ hoàng toàn bộ lực lượng, còn có hắn lực lượng của mình, còn có phía sau thánh tuyển chi thủy thiêu đốt lực lượng, hơn nữa còn là thừa dịp đạo huyền tổ sư đạo tâm thất thủ lúc xuất thủ, không nghĩ tới vẫn là không thể đem đánh giết. Lại đến, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, lại một chưởng cuồng chụp mà ra, Nhật Nguyệt Thần Quang nổ tung, một chưởng vỗ rơi liền như tinh không Nhật Nguyệt sụp đổ, đại khí bàng bạc. Lúc này, Huyền Vũ Đế Quân đã đi tới đạo huyền tổ sư bên người, cùng hóa thành một chùm sáng, trốn vào đạo huyền tổ sư trong cơ thể. Đạo huyền tổ sư khẽ cắn môi, cưỡng ép đứng dậy. Chỉ gặp hắn song trưởng tề xuất, Huyền Vũ Hắc Thủy Thần Mang bạo dũng. Huyền Vũ Hộ Thuẫn, mở. Một cái cự đại màu đen tấm chắn, từ đạo huyền tổ sư trong hai tay chống lên. Oanh một tiếng, Diệp Thần kinh thiên một trưởng, đánh vào cái này Hắc Thủy Huyền Vũ trên tấm chắn, hắn cuồn cuộn trưởng lực, bị kia Huyền Vũ tấm chắn hóa giải mất, chỉ có một phần nhỏ trưởng lực, có thể trùng kích đến đạo huyền tổ sư trên thân. Cái này một phần nhỏ trưởng lực, cũng làm cho đạo huyền tổ sư lần nữa thổ huyết, hắn vô cùng phẫn hận nói ra, tiểu tử, ngươi thật là muốn ép chết ta à? Thôi, hôm nay chính là Ngọc Thạch Câu Phần, ta cũng không thể để ngươi tốt hơn. Siêu thiên hỗn độn đỉnh, lên. Chỉ gặp đạo huyền tổ sư toàn thân tinh huyết bốc cháy lên, sau lưng huyết hỏa trùng thiên, bay ra một tòa cự đại thần đỉnh, kia thần đỉnh hiện ra hỗn độn chi sắc,
cổ phác thê lương, lại lộ ra siêu phẩm thiên đế đại khí thế, rộng rãi bá đạo, vừa xuất hiện liền rung động ầm ầm, mang theo kinh thiên phong lôi, mãnh liệt hướng về Diệp Thần đánh tới. Đây là... Diệp Thần con mắt trừng lớn, lập tức lấy làm kinh hãi, đạo huyền tổ sư tòa này siêu thiên hỗn độn đỉnh, thế mà ẩn chứa siêu phẩm thiên đế lớn uy nghiêm, cực kỳ khủng bố. Từ cái này siêu thiên hỗn độn đỉnh bên trong, Diệp Thần bắt được đủ loại đi qua thiên cơ, đây là đạo huyền tổ sư năm đó, tu vi còn không có rơi xuống thời điểm, đem trời đế cửu đỉnh hòa làm một thể, cửu đỉnh quy nhất, đúc tạo ra được tòa này siêu thiên hỗn độn đỉnh, uy thế to lớn, cũng là hắn hạch tâm át chủ bài. Hắn bây giờ tu vi mặc dù đã rơi xuống, nhưng tòa này siêu thiên hỗn độn đỉnh, cũng không có sụp đổ, y nguyên có được kinh khủng trùng kích lực sát thương, chỉ là triệu hoán tòa này thần đỉnh, với hắn mà nói, cũng là vô cùng cật lực sự tình, cần phải bỏ ra máu tươi tính mệnh. Chỉ thấy đạo huyền tổ sư gọi ra siêu thiên hỗn độn đỉnh về sau, huyết nhục của hắn cấp tốc tiêu tụy xuống dưới, cả người liền trở nên da bọc xương, trong chớp mắt lại trở thành khô lâu đồng dạng, toàn thân quang mang ảm đạm. Chỉ có trong đồng tử còn nhảy lên hai giờ tinh mang, sát khí xâm nghiêm. Nhìn bộ dáng này, hắn coi như có thể chiến thắng Diệp Thần, chính mình sợ rằng cũng phải dầu hết đèn tắt. Ầm ầm, khổng lồ siêu thiên hỗn độn đỉnh, lấy không thể tưởng tượng nổi phong bạo uy thế, hướng Diệp Thần nổ tung tới. Diệp Thần đồng tử co vào, vội vàng song trường tề xuất, phịch một tiếng, gắt gao ngăn trở kiêu anh sát mà đến cự đỉnh. Tại cự đỉnh trùng kích vào, Diệp Thần liên tục lùi về phía sau. Ven đường thời không băng liệt thành khư, phong bạo bạo tạc, cánh tay hắn xương cốt răng rắc rung động, gần như vỡ nát. Mộ chủ, cái này thần đỉnh, ta cũng chịu không được a. Nhanh buông tay. Luân hồi mộ địa chi bên trong, cửu thương cổ hoàng cũng là kinh hãi, hắn tàn hồn trạng thái dưới, đối mặt đạo huyền tổ sư siêu thiên hỗn độn đỉnh, cũng là cảm thấy vô cùng phí sức, khó mà đối kháng. Cưỡng ép đối kháng lời nói, chỉ có lưỡng bại câu thương, ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng nghĩ buông tay triệt thoái phía sau, nhưng hắn song trưởng đụng phải siêu thiên hỗn độn đỉnh về sau, tựa như bị dính chặt đồng dạng, không cách nào rút ra. Siêu thiên hỗn độn đỉnh không ngừng áp bách mà đến, Diệp Thần thì không ngừng lùi lại, đến cuối cùng Diệp Thần lại trực tiếp thối lui đến sáng đạo nhai trên núi, lưng dán vào sáng đạo nhai phía trên, đã lui không thể lui. Nếu là phổ thông vách núi, lọt vào siêu thiên hỗn độn đỉnh khí thế áp bách, cái kia chỉ có nát bấy hạ tràng. Nhưng tòa này sáng đạo nhai, mang theo thiên tổ năm đó lưu lại cấm chế, phi thường kiên cố, từ sẽ không nhẹ dịch phá toái, nhưng ở siêu thiên hỗn độn đỉnh hung mãnh uy áp dưới, cũng là xuất hiện từng đầu khe hở. Diệp Thần cả người đều sắp bị ép vào trong lòng núi, hai cánh tay hắn thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng hắn cũng không dám có chút buông lỏng, nếu là hắn vừa buông lỏng, cả người hắn đều muốn bị đạo huyền tổ sư thần đỉnh ép thành thịt muối. Thánh Tuyền chi thủy, cực hạn thiêu đốt. Diệp Thần khẽ cắn môi, đem còn lại Thánh Tuyền chi thủy, điên cuồng bốc cháy lên. Thánh Tuyền chi thủy tựa như nhiên liệu đồng dạng, vì Diệp Thần cung cấp đại lượng trợ lực, miễn cưỡng nhường hắn ngăn cản được siêu thiên hỗn độn đỉnh áp bách. Một người một đỉnh, lâm vào trong giằng co. Đạo huyền tổ sư bấm quyết thôi động, điên cuồng thôi động thần đỉnh ép hướng Diệp Thần thì liều chết ngăn cản, song phương giằng co phía dưới. Đạo huyền tổ sư không cách nào làm cho thần đỉnh tiếp tục tiến lên mảy may, Diệp Thần cũng vô pháp đem thần đỉnh đẩy ra. Diệp Thần, Tinh Diên vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này, nhưng trong cơ thể nàng vĩ thú chi lực, đã toàn bộ cống hiến cho Diệp Thần, trong cơ thể nàng một mảnh trống rỗng, đã không cách nào lại đến giúp Diệp Thần cái gì. Mà sáng đạo cung bên này, mặc dù có không ít cường giả ở bên quan chiến, nhưng cũng là ai đều không thể tới gần. Bởi vì Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư, rằng có phía dưới, thân thể hai người ở giữa, hình thành một cỗ vô cùng kinh khủng khí tràng, cỗ này khí tràng cường đại, đủ để đem đồng dạng thiên đế ép thành thịt muối. Trọn vẹn rằng có hơn một canh giờ, Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư, còn không có phân ra thắng bại. Lúc này đạo huyền tổ sư, đã là dầu hết đèn tắt, huyết nhục hoàn toàn tiêu tụy, liền chỉ còn lại một tầng thật mỏng cây hồng bì, gắn vào khô lâu xương cốt phía trên, liền trong đồng tử hai giờ tinh mang thần quang, cũng là dần dần ảm đạm xuống. Đây là hắn có huyền vũ mảnh vỡ trợ lực, còn có sáng đạo cung thiên thời địa mạch, còn có môn nhân đệ tử tín ngưỡng, mới có thể kiên trì đến bây giờ, bằng không mà nói, hắn đã sớm bị thua. Mà Diệp Thần tình huống, đồng dạng không thể lạc quan, Thánh Tuyền chi thủy cấp tốc tiêu hao, đã nhanh muốn khô kiệt, hắn tự thân linh khí, cũng là hoàn toàn hao hết, huyết long đã tiêu hao hết, chỉ còn lại cửu thương cổ hoàng thần hồn năng lượng, còn đang khổ cực chống đỡ lấy,
cũng là muốn dầu hết đèn tắt. Không thích hợp, cái này lão tạp mao trên thân, nhất định còn có cái gì khác át chủ bài. Bằng không mà nói, hắn không có lý do kiên trì lâu như vậy. Cửu thương cổ hoàng ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chằm chằm đạo huyền tổ sư, hắn nhìn có chút không thấu cái sau, nhưng hắn có thể khẳng định, đạo huyền tổ sư nhất định còn có cái gì khác át chủ bài, không có bạo lộ ra. Cửu thương cổ hoàng đối thực lực của mình, vẫn là vô cùng có tự tin, hiện tại hắn đã là liều mạng, thần hồn đều nhanh tiêu tán, thế mà còn là không thắng nổi đạo huyền tổ sư. Đạo huyền tổ sư phía sau, tất nhiên còn có cái gì ỷ vào, chỉ là hắn không cách nào nhìn ra. Hô, luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi còn không chịu nhận thua. Dầu hết đèn tắt đạo huyền tổ sư, phát ra yếu ớt lại oán hận thanh âm, hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà có thể chống đỡ lâu như vậy. Hắn nhìn không thấu Diệp Thần phía sau tồn tại, cũng không biết cửu thương cổ hoàng ở sau lưng trợ lực. Đương nhiên, Diệp Thần cùng cửu thương cổ hoàng, cũng nhìn không thấu hắn. Nhưng song phương đều rất tinh tường, nếu như tiếp tục đấu nữa, chỉ có song song vẫn diệt hạ tràng. Ngươi làm sao không nhận thua? Diệp Thần cắn răng nói, còn đang khổ cực trèo trống. Đạo huyền tổ sư gian nan thở ra một hơi, chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, ý thức đã dần dần sắp mơ hồ. Hắn nói ra, tiếp tục đấu nữa, người ta đều phải chết. Thôi thôi, hôm nay liền coi như đánh cái ngang tay, người ta từ đấu võ chuyển thành đấu văn như thế nào? Diệp Thần nghe được đạo huyền tổ sư ngữ khí có chút phục mềm, liền hỏi, làm sao đấu văn? Đạo huyền tổ sư nói, chúng ta buông tay thôi đấu, nghỉ ngơi 3 ngày, 3 ngày sau, tại thú hoàng pho tượng bên ngoài 100 bước bắn vọt, ai trước chạm đến pho tượng, liền coi như người đó thắng. Ngươi nếu thắng, ta đem huyền vũ mảnh vỡ cho ngươi. Nếu là ngươi bại, ngươi lưu lại vũ trụ mệnh cách, liền có thể rời đi, ta cũng không vọng tưởng giết ngươi, nhưng ngươi muốn hứa hẹn, về sau tuyệt đối không thể bước vào sáng đạo nhai thế giới nửa bước. Đi qua cuộc chiến hôm nay, đạo huyền tổ sư rốt cuộc minh bạch, Diệp Thần thực lực, át chủ bài, cơ duyên đến cỡ nào không hợp thói thường. Kỳ thật hắn sớm hẳn phải biết, liền hồn thiên đế, sử thần chờ kinh thế cường giả, đều giết không chết Diệp Thần, huống chi là hắn. Hắn đã không dám hy vọng xa vời lại giết chết Diệp Thần, chỉ muốn nhường Diệp Thần rời đi sáng đạo cung, rời đi sáng đạo nhai thế giới, vĩnh viễn đừng lại tới quấy rầy hắn, hắn liền hài lòng. Hắn biết Diệp Thần trên người có vô số bảo vật, nhưng hắn cũng không dám hy vọng xa vời quá nhiều, chỉ muốn kia vũ trụ mệnh cách. Vũ trụ mệnh cách là thiên đạo lục mệnh một trong, giá trị to lớn, có thể cùng thiên không mệnh cách sánh vai cùng, đạo huyền tổ sư nhọc lòng, kinh doanh không biết nhiều ít kỷ nguyên, muốn có được thiên không mệnh cách, nhưng thủy chung không thể như nguyện, nếu như 3 ngày sau đấu văn, hắn có thể thắng được, cầm tới Diệp Thần vũ trụ mệnh cách, kia thật là hữu tâm cắm hoa hoa không ra, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Diệp Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một phen về sau, liền gật đầu nói, tốt, đấu văn liền đấu văn. Người đưa người tòa này thần đỉnh rút về đi. Hắn gặp cửu thương cổ hoàng đã đến cực hạn, tiếp tục đấu nữa, cửu thương cổ hoàng liền muốn vẫn diệt. Hôm nay cửu thương cổ hoàng vừa mới thức tỉnh, nếu là trong khoảnh khắc liền vẫn diệt, kia Diệp Thần sai lầm liền lớn, hắn không thể nhìn một màn này phát sinh. Đạo huyền tổ sư nói, ta thu hồi thần đỉnh, người không thể thừa cơ truy kích. Diệp Thần nói, tự nhiên. Đạo huyền tổ sư gật gật đầu, Diệp Thần hứa hẹn. Hắn vẫn tin tưởng, lập tức liền điều động trong cơ thể còn sót lại không nhiều linh khí, chậm rãi thu hồi siêu thiên hỗn độn đỉnh. Bởi vì cái gọi là, ra chiêu dễ dàng thu chiêu khó, lúc này đạo huyền tổ sư, thu hồi thần đỉnh, khí tức tinh thần hoàn toàn kéo căng, nếu là hắn thần đỉnh, lọt vào cái gì công kích, hắn khí tức liền lập tức muốn sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu mà chết. Tại thần đỉnh triệt hạ về sau, Diệp Thần áp lực suy giảm, lập tức liền khôi phục một tia linh khí. Nếu như hắn lúc này xuất thủ công kích, đạo huyền tổ sư rất có thể muốn sụp đổ, nhưng hắn như là đã đáp ứng không thừa cơ truy kích, đương nhiên sẽ không làm ra làm trái bản tâm cùng cam kết sự tình. Mà lại, hắn cũng không xác định, đạo huyền tổ sư phía sau còn có hay không cái gì át chủ bài. Hắn bây giờ trạng thái, đã không có thể chống đỡ hắn đi mạo hiểm. Cho nên, Diệp Thần vẫn là duy trì khắc chế, cũng không có xuất thủ công kích. Hưu. Nhưng lúc này, lại có một đạo hắc ảnh bão táp mà ra, kia lại là Huyền Vũ Đế Quân. Chỉ gặp Huyền Vũ Đế Quân ánh mắt hung hãn, trong ánh mắt che kín sát khí, hung hăng một quyền, liền hướng về đạo huyền tổ sư thần đỉnh nổ tung mà đi. Nguy rồi! Đạo huyền tổ sư đồng tử co vào, vạn vạn không nghĩ tới,
Huyền Vũ Đế Quân sẽ tại thời khắc này xuất thủ. Chỉ nghe phịch một tiếng, hắn thần đỉnh, tại chỗ liền bị Huyền Vũ Đế Quân một quyền đánh nổ. Thần đỉnh nghiền nát, đạo huyền tổ sư kịch liệt co giật ho khan một chút, muốn thổ huyết nhưng toàn thân huyết nhục đã sớm tiêu tụy, chỉ đem một chút nội tạng mảnh vỡ quẹ tới, gương mặt trong nháy mắt lâm vào màu xám. Hắn lúc đầu đã dầu hết đèn tắt, giờ phút này bản mệnh thần đỉnh lại bị đánh nổ, chịu phản phệ trùng kích, thực sự nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, toàn thân làn da đều cấp tốc lâm vào cho tàn. Lão tổ, chung quanh sáng đạo cung đám võ giả kinh hãi, nghĩ muốn đi qua cứu viện, nhưng Huyền Vũ Đế Quân quát to một tiếng, ai dám tới gần. Cuồng bạo tiếng quát, đem toàn trường võ giả đều kinh hãi, Huyền Vũ Đế Quân tuần tự phụ trợ Thiên Hằng chân nhân, đạo huyền tổ sư chiến đấu, tự thân tiêu hao đã là phi thường to lớn, nhưng hắn dù sao cũng là huyền vũ mảnh vỡ hóa thân, bản thể ẩn chứa huyền vũ luân hồi khí, y nguyên có thể nghiền ép toàn trường. Huyền Vũ, ngươi! Đạo huyền tổ sư gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Vũ Đế Quân, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại sẽ ở chính mình suy yếu nhất trước mắt xuất thủ. Huyền Vũ Đế Quân trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười, không còn có trước đây nói gì nghe nấy dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, một cước đá ra, liền đem đạo huyền tổ sư đá bay ra ngoài. Đạo huyền tổ sư toàn thân xương cốt, răng rắc sụp đổ, giãy giụa lấy nghĩ từ dưới đất bò dậy, lại ngay cả bò dậy khí lực cũng không có. Lão tạp mao, lão tử thành tâm đầu nhập vào ngươi, thậm chí nguyện ý dâng ra huyền vũ mảnh vỡ, chỉ cầu linh hồn có thể sống tạm, ngươi thế mà tại linh hồn của ta bên trong, đánh vào huyết ấn. Ngươi là muốn ta chết à? Huyền Vũ Đế Quân nhìn chăm chú đạo huyền tổ sư, vô cùng phẫn hận nói. Nguyên lai hắn trước đây nói gì nghe nấy, là bởi vì linh hồn của hắn, sớm bị đạo huyền tổ sư huyết ấn khống chế. Nhưng bây giờ, theo đạo huyền tổ sư dầu hết đèn tắt, linh hồn hắn bên trong huyết ấn cũng là mài tiêu diệt, hắn đã không còn bất luận cái gì dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí xuất thủ đánh nổ đạo huyền tổ sư thần đỉnh. Lão tử hôm nay trước hết giết ngươi, lại giết luân hồi chi chủ. Huyền Vũ Đế Quân ánh mắt vô cùng dữ tợn, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư tranh đấu, song song lâm vào khô kiệt cùng suy yếu, đúng là hắn ngư ông đắc lợi thời điểm. Bàn tay hắn một nắm, hắc thủy linh khí hội tụ thành kiếm, liền hướng đạo huyền tổ sư đâm tới. Xoẹt! Mắt thấy Huyền Vũ Đế Quân kiếm, liền muốn đem đạo huyền tổ sư chém giết, nhưng lúc này, một đạo thuần bạch sắc kiếm quang, đúng là từ trên trời giáng xuống, chỉ một kiếm, liền đem Huyền Vũ Đế Quân kiếm liền đới lấy một nửa cánh tay, chảm gãy xuống. A a a! Huyền Vũ Đế Quân phát ra bén nhọn kêu thảm, luân phiên chiến đấu, hắn khí tức tiêu hao cũng là phi thường lớn, đối mặt kia từ trên trời giáng xuống thuần trắng kiếm quang, đúng là mảy may cũng không thể ngăn cản. Người nào? Huyền Vũ Đế Quân khẽ cắn môi, tràn đầy phẫn hận, hắn nhưng là huyền vũ mảnh vỡ hóa thân, nhục thân vô cùng kiên cố, lại có thể có người có thể một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn. Coi như người kia là thừa dịp hắn suy yếu, nhưng kiếm pháp chi lăng lệ xâm nghiêm, cũng là không thể khinh thường. Thiên tổ lắng nghe người, Khương Khiếu Vân ở đây, người thứ gì, còn dám ở chỗ này càn rỡ. Chỉ gặp bên trên bầu trời, một người mặc cung trang mỹ phụ nhân xuất hiện, tay nắm lấy một thanh thuần ánh sáng trắng kiếm, kia là thuần túy từ bạch quang ngưng tụ mà thành kiếm, là thiên quang luân hồi trảm hiển hóa. Người mỹ phụ này, chính là Khương Khiếu Vân. Nàng vừa mới kiếm chiêu. Chính là thiên tổ ngày xưa truyền xuống thiên quang luân hồi trảm, bén nhọn nhất sắc bén. Mẫu thân, Tinh Diên nhìn thấy Khương Khiếu Vân tới, lập tức kinh hỉ vạn phần. Khương Khiếu Vân gật gật đầu, nàng vốn là bị giam lỏng trong sáng đạo cung, nhưng cảm giác được Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư kinh thiên chiến đấu về sau, nàng liền hao tốn không ít thủ đoạn, tránh thoát giam lỏng hàng lâm xuống, may mắn không tính quá muộn. Mẫu thân, mau giết đạo huyền tổ sư. Tinh Diên chỉ vào đạo huyền tổ sư, hét lớn. Khương Khiếu Vân lắc lắc đầu nói, giết không chết, hắn khí số chưa hết. Nói, Khương Khiếu Vân ánh mắt, cũng là nhìn về phía đạo huyền tổ sư, thời khắc này đạo huyền tổ sư, hoàn toàn là dầu hết đèn tắt bộ dáng, thậm chí toàn thân xương cốt đều bị Huyền Vũ Đế Quân đá nát, bộ dáng vô cùng chật vật, phảng phất một loáng sau hắn sẽ chết đi. Nhưng Khương Khiếu Vân biết, đạo huyền tổ sư không có dễ dàng chết như vậy. Đạo huyền tổ sư, thiên tổ từng ban thưởng ngươi thiên quang ngọc bát, cái này ngọc bát nội uẩn sắc trời, linh khí dồi dào, có thể khởi tử hồi sinh, nghịch chuyển càn khôn, ngươi làm sao không cần. Khương Khiếu Vân nhìn chăm chú đạo huyền tổ sư, hỏi. Đạo huyền tổ sư nhếch nhếch miệng, nói, thiên quang ngọc bát, sắc trời ngút trời, hóa kiếm khai thiên môn,
kia thiên quang ngọc bát, chính là tương lai của ta phi thăng bến bờ vũ trụ nơi mấu chốt, sao có thể tùy tiện hao phí. Khương Khiếu Vân cười một tiếng, nói, người huyết nhục tiêu tụy, người đều sắp chết, còn muốn lấy phi thăng bến bờ vũ trụ. Đạo huyền tổ sư một mặt hờ hững, cũng không đáp lời. Diệp thần cùng cửu thương cổ hoàng nghĩ thầm, cái này lão tạp mao quả nhiên còn có át chủ bài. Hưu, chỉ gặp lúc này, huyền vũ đế quân thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành một đạo hắc quang, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Tại ta ngay dưới mắt, còn muốn chạy. Khương Khiếu Vân ánh mắt phát lạnh, ngọc thủ vung lên, trăm ngàn đầu thuần trắng sắc trời kiếm khí biểu trảm mà ra, như mưa to rơi xuống, hoa lệ mà hùng vĩ, từng kiếm một bổ hướng huyền vũ đế quân. Huyền vũ đế quân a một tiếng hét thảm, hắn trạng thái suy yếu phía dưới, căn bản không thể ngăn cản, chỉ thấy nhục thể của hắn liên đới lấy linh hồn của hắn, tại trăm ngàn đầu sắc trời kiếm khí chảm đánh xuống, trong nháy mắt liền hóa thành bọt máu cùng hư vô. Khương Khiếu Vân dù sao cũng là đã từng thiên tổ lắng nghe người, nàng toàn lực bạo phát xuống, thiên quang kiếm đạo mười phần hung hãn, trạng thái hư nhược hạ huyền vũ đế quân, hoàn toàn ngăn không được, một chút liền bị đánh thành bọt máu, linh hồn cũng triệt để ma diệt rơi. Huyền vũ đế quân mẫn diệt về sau, tại hắn mẫn diệt máu trong bọt nước, một khối óng ánh sáng long lanh màu đen mảnh vỡ nổi lên, mảnh vỡ kia phía trên có một đạo cổ xưa huyền vũ đồ đằng, hắc thủy linh khí vần quanh, tràn ngập ra biển cả thâm thúy đường lớn ý vận, chính là huyền vũ mảnh vỡ. Huyền vũ đế quân chết đi, huyền vũ mảnh vỡ xuất hiện, Diệp Thần, Tinh Diên, Khương Khiếu Vân, đạo huyền tổ sư bốn người, đều là hai mắt phát sáng, cũng muốn cướp đoạt. Khương Khiếu Vân xuất thủ nhanh nhất, chỉ gặp nàng ngọc thủ nhô ra, liền hướng huyền vũ mảnh vỡ chộp tới. Thiên quang ngọc bát, thu. Nhưng lúc này, đạo huyền tổ sư lại móc ra một cái bát ngọc, nhắm ngay huyền vũ mảnh vỡ, niệm một tiếng chú ngữ, kia huyền vũ mảnh vỡ liền bị hút tới, cuối cùng rơi xuống hắn ngọc trong chén, bị hắn lấy đi. Đạo huyền tổ sư, ngươi. Khương Khiếu Vân biến sắc, quay đầu nhìn chăm chú đạo huyền tổ sư. Chỉ gặp đạo huyền tổ sư ngọc trong tay bát, tràn ngập một sợi thuần ánh sáng trắng huy, quang huy bên trong lại phảng phất ẩn chứa ngàn sắc vạn tượng biến hóa. Cái này bát ngọc chính là thiên quang ngọc bát, là ngày xưa thiên tổ ban thưởng cho hắn đồ vật, bên trong ẩn chứa cực kỳ dư thừa linh khí, lại có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Đạo huyền tổ sư thu huyền vũ mảnh vỡ về sau, liền lập tức đem bát ngọc thu hồi trong cơ thể, ánh mắt từ Khương Khiếu Vân, Diệp Thần trên thân hai người lướt qua, cười nói, Khương Thánh Nữ, Luân Hồi Chi Chủ, các người muốn huyền vũ mảnh vỡ, chỉ cần ba ngày sau giao đấu, có thể thắng được ta là đủ. Ha ha, nhớ kỹ, là đấu văn, nếu là đấu võ, mọi người chỉ có ngọc đá cùng vỡ hạ tràng. Ta tại sáng đạo nhai chi đỉnh chờ các ngươi, ba ngày sau gặp lại. Dứt lời, đạo huyền tổ sư thân thể hóa thành một đạo bạch quang, bắn về phía sáng đạo nhai, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Sáng đạo cung cùng thiên hằng giáo phái hai bên đám võ giả, cũng là không dám nói nhảm cái gì, có phần có chút sợ hãi cùng nghĩ mà sợ lập tức rút lui, vội vàng trở lại sáng đạo cung sơn môn bên trên. Trong khoảnh khắc, trong núi rừng, liền chỉ còn lại Diệp Thần, Tinh Diên, Khương Khiếu Vân ba người. Mẫu thân, Tinh Diên kích động rơi lệ, nhanh chân hướng Khương Khiếu Vân chạy tới. Khương Khiếu Vân hạ xuống đi, thở dài một tiếng, đem Tinh Diên ôm, nói, nữ nhi ngoan, người chịu khổ. Nàng gặp Tinh Diên màu da u ám, trạng thái rất không lạc quan. Tinh Diên đem thiên không thú hoàng chúc phúc, tự thân vĩ thú chi lực, toàn bộ chuyển vận cho Diệp Thần, thân thể nàng đã triệt để lâm vào trống rỗng, liền là một cái xác không, nếu không phải thiên tổ nhân quả luật sâu mệnh hiệu quả vẫn còn, nàng đã sớm chết. Hiện tại nàng muốn khôi phục, thoát khỏi tất cả khốn khó cùng cực khổ, chỉ có Diệp Thần cầm tới huyền vũ mảnh vỡ, bù đắp thần giáp mệnh tinh, ban cho nàng vô thượng chúc phúc. Nhưng huyền vũ mảnh vỡ, lại là tại đạo huyền tổ sư trong tay, nghĩ muốn cầm tới, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Mẫu thân, ta không sao, chờ Diệp Thần cầm tới huyền vũ mảnh vỡ, ta liền có thể khôi phục. Tinh Diên ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần, thần sắc có chút phức tạp. Khương Khiếu Vân hỏi, ngươi đem thiên không thú hoàng ban thưởng tạo hóa, toàn bộ cho Luân Hồi Chi Chủ, ngươi có thể từng hối hận. Tinh Diên trầm mặc một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không có cái gì hối hận không hối hận, ta chỉ cầu không thẹn lương tâm. Diệp Thần tâm thần rung động, nói, Tinh Diên cô nương, đa tạ. Khương Khiếu Vân nói, Luân Hồi Chi Chủ, nữ nhi của ta thật sự là cái gì đều cho ngươi, ngươi nhất định không thể cô phụ nàng. Diệp Thần nói, tự nhiên. Khương Khiếu Vân gật gật đầu,
lại hỏi, người cùng đạo huyền tổ sư, ước định đấu văn. Diệp thần nói, đúng vậy, hắn nói 3 ngày sau, liền tại sáng đạo nhai chi đỉnh giao đấu, song phương tại bên ngoài 100 bước bắn vọt, ai trước đụng phải thú hoàng pho tượng, liền coi như người đó thắng. Ta nếu thắng, hắn liền đem huyền vũ mảnh vỡ cho ta. Khương Khiếu Vân nghe như vậy mang theo ly kỳ đấu văn phương thức, cũng không nhịn được một trận nhíu mày, nói, chỉ sợ có trá, việc quan hệ huyền vũ mảnh vỡ, đạo huyền tổ sư không có khả năng dễ dàng như vậy liền cho ngươi. Mà lại, nói cái gì đấu văn, chẳng qua là kế hoãn binh. Diệp thần cười khổ một tiếng, nói, kế hoãn binh cũng không có cách, ta cũng là đến cực hạn. Vừa mới Diệp thần cùng đạo huyền tổ sư tử đấu, hắn còn có chút át chủ bài thủ đoạn không dùng ra đến. Nếu như dùng đến, tỉ như hiến tế tinh không đạo thư, hiến tế vi đà chân kinh, hiến tế thiên đế kim luân các loại, thậm chí là dựa vào luân hồi sách sửa chữa kết cục, đạo huyền tổ sư chưa hẳn có thể chịu đựng được. Nhưng làm như vậy, Diệp thần giá quá lớn, hiện tại tạm thời thôi đấu, hắn cũng có 3 ngày thời gian nghỉ ngơi điều chỉnh, có thể một lần nữa suy nghĩ đối sách. Khương Khiếu Vân nói, tốt ha, 3 ngày này ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó ta thay ngươi áp trận. Diệp thần nói, nhiều tạ bá mẫu. Lập tức, Diệp thần liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức khôi phục. Vừa mới đánh với đạo huyền tổ sư một trận, hắn tiêu hao thực sự quá lớn, thụ thương cũng có chút nghiêm trọng, hắn đem bể tình bên trong còn sót lại thánh tuyển chi thủy, toàn bộ điều động tới, dùng để tẩm bổ thương thế, khôi phục nguyên khí. Lúc trước tại Nam Châu Thiên, thu lấy thánh tuyển chi thủy thời điểm, Diệp thần còn tưởng rằng có thể sử dụng thật lâu, không nghĩ tới trong nháy mắt, thế mà toàn bộ hao hết. Quả thực nhường hắn vô cùng đau lòng. Chủ yếu là hắn tu vi không đủ, chỉ có thiên nguyên cảnh 9 tầng, đối mặt những cái kia thiên đế cấp bậc cao thủ, hoàn toàn là không có cách nào đánh, hắn loại thần thông thuật pháp, muốn phát huy ra cường đại uy lực, nhất định phải có đầy đủ nhiên liệu chèo chống. Cái này nhiên liệu có thể là huyết long, có thể là luân hồi đại năng, có thể là thánh tuyển chi thủy loại hình đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhưng tốt nhất nhiên liệu vĩnh viễn là chính mình có tu làm lực lượng. Diệp thần đoán chừng chờ hắn tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh về sau, nhiên liệu không đủ tệ nạn, hẳn là có thể hóa giải một chút. Dựa vào thánh tuyển chi thủy tầm bổ, Diệp thần sức sống, tại vững bước khôi phục. Khương Khiếu Vân triệu hồi dưới tay mình trưởng lão các hộ pháp, để cho ổn thỏa, lại phát ra tín phù, từ kiếm vũ điện bên trong, lại gọi đến số lớn cường giả. Tinh không đảo cũng nhận được tin tức, tinh thiên chân nhân thế mới biết, nguyên lai lúc trước Khương Khiếu Vân cũng không phải là thật muốn giết chết Diệp thần, chẳng qua là diễn kịch cho đạo huyền tổ sư nhìn xong. Hiểu lầm tiêu tan về sau, tinh thiên chân nhân đem người chạy đến hộ vệ. Tinh không đảo cùng kiếm vũ điện số lớn cường giả, liền trú đóng ở sáng đạo nhai chân núi, doanh trướng liên miên 100 dặm. Sáng đạo cung cùng thiên hằng giáo phái đám người, nhìn thấy Bắc Minh hai phái như thế trận thế, đều là như lâm đại địch, dương cung bạt kiếm, nhưng không có đạo huyền tổ sư mệnh lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại người người đều biết, Diệp thần cùng đạo huyền tổ sư, sẽ tại 3 ngày sau giao đấu. Nam Minh cùng Bắc Minh có cái gì ân oán, ít nhất cũng phải chờ giao đấu kết thúc về sau, lại đi quyết đoán. Diệp thần một mình ở tại một tòa lớn trong doanh trướng, đang tĩnh tâm điều tức, chợt tại từ nơi sâu xa, lại nghe thấy thiên không thú hoàng thanh âm. Luân hồi chi chủ, người trước đây cùng đạo huyền tổ sư tử đấu, làm sao không dùng lực lượng của ta? Ta đã cho phép ngươi, có thể làm dùng lực lượng của ta. Kia cỗ vĩ thú chi lực, đã từ trên thân tinh diên, tái giá đến Diệp thần trong cơ thể, nhưng Diệp thần chưa từng có sử dụng qua, đều đặt ở đan điền chỗ sâu nhất. Mọi thứ đều là có đại giới, thiên không thú hoàng, ta cùng không muốn trở thành ngươi vật chứa. Mà lại, lực lượng của ngươi, còn có mất khống chế nguy hiểm. Diệp thần lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại nói. Trong cơ thể hắn vĩ thú chi lực, thuộc về ngày xưa thập vĩ, cực kỳ khủng bố nguy hiểm, một khi sử dụng, lúc nào cũng có thể mất khống chế. Thiên không thú hoàng cười ha ha, nói, ngươi ngược lại cũng không cần như thế câu nệ, lấy đạo tâm của ngươi, đủ để trưởng khống thập vĩ lực lượng, ngươi làm ta vật chứa cùng người đại diện, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta có thể giúp ngươi bình định toàn bộ vô thời không. Mặc dù sau cùng kết cục, ngươi nhất định bị ta đoạt xá, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi trước khi chết nhân sinh, nhất định là vô cùng sáng chói chói lọi. Thiên không thú hoàng thanh âm, trở nên có chút sục sôi, mang theo một cỗ hấp dẫn cực lớn lực, Diệp thần nghe vào trong tai, phảng phất như là nghe lấy ma quỷ thầm thì. Hắn biết, nếu như cùng thiên không thú hoàng đạt thành giao dịch, sẽ cùng là cùng ma quỷ làm giao dịch,
vô luận quá trình như thế nào sảng khoái, kết cục đều nhất định thê thảm. Xin lỗi, Thiên Không Thú Hoàng, ta không hứng thú cùng ngươi giao dịch. Nếu như ngươi thật nghĩ giao dịch gì, đi nói với Thiên Tổ, ha ha, nếu là Thiên Tổ nguyện ý ta làm ngươi vật chứa, ta có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Diệp Thần cười nhạt một cái nói. Thiên Không Thú Hoàng trầm mặc, phát ra a a cười lạnh một tiếng, tiếng cười dần dần nhạt xa dần, thanh âm hắn cũng hoàn toàn biến mất. Diệp Thần lắc đầu, không để ý đến quá nhiều, ngưng thần tu luyện điều tức, chủ yếu tu luyện cửu thương cổ hoàng nhân hoàng lục quyết. Lấy Diệp Thần trước mắt tu vi, nhân hoàng lục quyết hắn chỉ có thể luyện thành tầng thứ nhất, đến mức tầng thứ hai tinh hà đại táng đạo lý là cùng luân hồi mộ táng công tương thông, tu luyện độ khó phi thường cao. Diệp Thần đoán chừng, muốn chờ mình đến cửu đỉnh cảnh về sau, mới có cơ hội tấn thăng tầng thứ hai. Ba ngày nay, sáng đạo cung bên này, cũng phái người xuống tới, cùng Diệp Thần bên này thương thảo đấu văn cụ thể chi tiết. Song phương ước định, chàng tỷ đấu này là đấu văn, song phương không thể thi triển bất luận cái gì công sát thủ đoạn, chỉ bằng thực lực bản thân bắn vọt, ai trước tiếp xúc đến thú hoàng pho tượng, liền coi như người đó thắng. Bên thắng có thể trưởng khống huyền vũ mảnh vỡ, kẻ bại không thể lại mưu cầu cướp đoạt. Nếu Diệp Thần bại, hắn còn muốn đem chính mình vũ trụ mệnh cách lột bỏ đến. Diệp Thần từ không dị nghị, ba ngày nay, hắn cùng cửu thương cổ hoàng thần hồn, độ phù hợp cao hơn, có cửu thương cổ hoàng trợ lực, chàng tỷ đấu này, hắn có lòng tin cầm xuống. Chỉ bất quá, ba ngày nay, chuyện quỷ dị cũng trên người Diệp Thần phát sinh, trong địa mạch, có tà khí liên tục không ngừng chảy vào thân thể của hắn, kia là đến từ thú hoàng pho tượng tà khí. Cỗ này tà khí, mang theo thập vĩ cùng Thiên Không Thú Hoàng lực lượng, phi thường khủng bố. Diệp Thần lại khó mà ngăn cản tà khí nhập thể, chỉ có thể trước đem tà khí áp chế lại, lắng động đến trong đan điền, nghĩ tới chờ cùng Thiên Tổ một lần nữa thành lập câu thông về sau, lại suy nghĩ giải quyết. Thiên Không Thú Hoàng dã tâm to lớn, muốn cầm Diệp Thần đương vật chứa, hắn tử sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Keng! Sốt cuộc, ba ngày đi qua, thời gian ước định đến, sáng đạo nhai trên đỉnh núi, truyền đến một trận tiếng chuông du dương. Sáng đạo cung bên này, có tiếp khách trưởng lão tự mình đến Diệp Thần trận doanh doanh trướng, cung kính nói ra, luân hồi chi chủ, Khương Thánh Nữ, Tinh Thiên Chân Nhân, giao đấu lập tức bắt đầu, đạo huyền tổ sư ở trên núi chờ các ngươi. Diệp Thần một đoàn người đã sớm chuẩn bị, lúc này tập kết đội ngũ, trùng trùng điệp điệp lên núi đi. Diệp Thần, Tinh Diên, Khương Khiếu Vân, Tinh Thiên Chân Nhân bốn người sóng vai mà đi, bốn người phía sau là Kiếm Vũ Điện cùng Tinh Không Đảo số lớn cường giả, thanh thế to lớn. Sáng đạo cung sơn môn bên trên, rất nhiều đám võ giả nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người trùng trùng điệp điệp bộ dáng, đều là vô cùng cảnh giác đề phòng, chỉ sợ bộc phát tranh đấu. Nam Minh cùng Bắc Minh cao thủ, hôm nay cơ hồ đều tụ tập tại sáng đạo nhai phía trên, nếu là đánh nhau, kia chính là sinh tử quyết chiến. Giờ phút này sáng đạo nhai trên đỉnh núi, sáng đạo cung sớm chuẩn bị xong phô trương, đạo huyền tổ sư người mặc một bộ màu vàng hơi đỏ đạo bào, ngồi ngay ngắn ở một trương trên ghế bành. Đi qua ba ngày nghỉ ngơi, hắn trạng thái đã khôi phục, thoạt nhìn lại là tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chỉ là, đạo huyền tổ sư sắc mặt, khó coi. Tại cái này trong thời gian ba ngày, hắn vô số lần muốn trực tiếp luyện hóa huyền vũ mảnh vỡ, nhưng phát hiện luyện hóa phi thường gian nan, thời gian ngắn tuyệt đối không thể làm đến. Hắn cuối cùng không phải luân hồi chi chủ. Muốn luyện hóa huyền vũ mảnh vỡ, hắn nhất định phải giải quyết trước mắt chỗ có nhân quả, ổn định lại tâm thần bế quan mấy ngàn năm. Mắt thấy đến Diệp Thần một đoàn người, trùng trùng điệp điệp đi tới trên đỉnh núi, đạo huyền tổ sư nghiêm túc gương mặt, híp mắt, mỉm cười, nói, luân hồi chi chủ, cung nghênh đại giá. Khương Thánh Nữ, Tinh Thiên Chân Nhân, Tinh Diên Tiểu Thư, mời ngồi. Làm cái mời giấu tay xin mời. Giữa sân sớm chuẩn bị xong chỗ ngồi, Khương Khiếu Vân, Tinh Diên, Tinh Thiên Chân Nhân chờ Bắc Minh hạch tâm cao tầng, liền một vừa ngồi xuống. Diệp Thần cũng ngồi xuống, chỉ gặp tầm mắt phía trước liền là thú hoàng pho tượng, tòa này thú hoàng pho tượng, chừng cao trăm trượng, tận mắt quan sát, Diệp Thần có thể vô cùng tinh tường cảm nhận được cỗ này pho tượng kinh dị, bên trong tràn ngập đủ loại tà khí, có thập vĩ còn sót lại lực lượng, có Thiên Không Thú Hoàng năm đó trước khi chết oán khí, còn có vô vô thời không nhiều năm tích lũy hắc ám. Pho tượng kia lại ẩn ẩn cùng thiên đạo tương liên, tồn tại đặc thù nào đó nhân quả quan hệ, nếu là có thể ngăn chặn pho tượng tà khí, có thiên đạo chúc phúc, kế thừa thiên không mệnh cách. Diệp Thần còn nhớ rõ Thiên Tổ nói qua, nếu là hắn có thể chạm đến sáng đạo nhai thánh vật, cũng chính là tòa này thú hoàng pho tượng,
hắn liền có cơ hội một lần nữa nhìn thấy thiên tổ. Giờ phút này, Diệp Thần liền thấy, tại thú hoàng pho tượng top 100 bước chỗ, họa có một sợi tơ hồng. Hắn cùng đạo huyền tổ sư ước định đấu văn, coi như song phương tại pho tượng bên ngoài trăm bước bắn vọt, ai trước đụng phải thú hoàng pho tượng, người đó liền có thể thắng được. Luân hồi chi chủ, lời khách sáo chúng ta liền không nói, trực tiếp bắt đầu giao đấu như thế nào. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, đạo huyền tổ sư cũng đã đứng lên, cười tủm tỉm hướng về hắn nói. Chỉ gặp đạo huyền tổ sư một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, hiển nhiên là đối chàng tỷ đấu này, tràn ngập lòng tin. Diệp Thần khẽ giật mình, không nghĩ tới đạo huyền tổ sư sảng khoái như vậy liền muốn bắt đầu, lập tức hắn cũng cười đứng người lên, nói, kia rất tốt, trực tiếp bắt đầu là được. Nói, Diệp Thần liền nhanh chân đi đến kia sợi tơ hồng trước. Đạo huyền tổ sư khẽ vuốt cằm, cũng đứng dậy nhanh chân đi vào điểm xuất phát, cùng Diệp Thần sóng vai đứng chung một chỗ. Hắn đỉnh cấp thiên đế cường đại khí tràng, bao phủ tới, làm cho Diệp Thần cũng là cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp. Bất quá Diệp Thần cũng không hoảng, cửu thương cổ hoàng sau khi giác tỉnh, hắn liền có một chương cường đại át chủ bài. Lập tức, Diệp Thần trực tiếp điều động cửu thương cổ hoàng lực lượng, trên thân liền hiển hóa ra một cỗ văn minh trật tự thần quang, cùng đạo huyền tổ sư ẩn ẩn chống lại, song phương khí thế tương đương, ai cũng không ép được ai. Tinh Diên, Khương Khiếu Vân, Tinh Thiên Chân Nhân, còn có Nam Minh Bắc Minh hai bên vô số người, toàn trường ánh mắt mọi người, đều tập trú tại Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư trên thân, tất cả mọi người đều là vô cùng khẩn trương. Bọn hắn rất tin tưởng, hôm nay Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư giao đấu, tuy nói là đấu văn, nhưng phía sau còn là có vạch mặt phong hiểm, mà lại tuyệt đối không nhỏ. Một khi vạch mặt, Bắc Minh Nam Minh hai bên cường giả chém giết, ai cũng không dám nói mình có thể nắm vững thắng lợi, đến lúc đó khói lửa chiến lên, ai cũng không dám nói có thể thân miễn. Tại tơ hồng bên cạnh, một cái sáng đạo cung trưởng lão, tay cầm một chi lệnh kỳ, phụ trách trọng tài, tại cảm nhận được Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư trên người tán phát ra khí thế cường đại về sau, tài phán trưởng lão nuốt nước miếng một cái, có chút e ngại lui lại một bước. Hắn gặp hai người cũng đã chuẩn bị kỹ càng, liền hít sâu một hơi, nâng cao lệnh kỳ quát, giao đấu bắt đầu. Cờ lệnh trong tay đột nhiên mà một tiếng, bỗng nhiên vung xuống. Mà đang nghe giao đấu bắt đầu tín hiệu về sau, Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư, lập tức lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu xạ mà ra. Thiên đế hóa kim quang, một bước đạp tinh hà. Đạo huyền tổ sư một tiếng quát nhẹ, toàn thân thiên đế khí bành trướng, thân thể hóa thành một đạo sáng chói kim quang, hướng về bên ngoài trăm bước thú hoàng pho tượng vọt tới. Lấy hắn đỉnh cấp thiên đế tu vi, chỉ là trăm bước, kia là chớp mắt đã tới. Tuy nói tại thú hoàng pho tượng phụ cận, tràn ngập kinh khủng âm sát tà khí, người bình thường tới gần chỉ có một con đường chết, nhưng đạo huyền tổ sư chính là đỉnh cấp thiên đế, mà lại hắn chấp trưởng điêu như nhiều năm, tự nhiên không sợ kia âm sát tà khí ăn mòn. Vũ trụ mệnh cách, không gian pháp tắc, khuếch trương thành vũ, trăm bước hóa vũ trụ. Diệp Thần cũng biết đạo huyền tổ sư cường đại, nếu quả như thật đơn thuần tranh tài bắn vọt, hắn khẳng định xông không qua, cho nên, tại tranh tài bắt đầu trong nháy mắt, hắn liền thôi động vũ trụ mệnh cách, không gian pháp tắc bộc phát, không gian xung quanh răng rắc rung động, phảng phất là gông xiềng sụp đổ đồng dạng, toàn bộ không gian cấp tốc làm lớn ra. Rõ ràng chỉ là trăm bước khoảng cách, nhưng ở Diệp Thần không gian pháp tắc bao phủ xuống, lại phảng phất hóa thành đa duy không gian vũ trụ mênh mông, như ngân hà bỉ ngạn xa xôi. Hắn cũng không có trực tiếp công kích đạo huyền tổ sư, chỉ là khuếch trương đại không gian, cho nên cũng không tính vi phạm đấu văn ước định. Đạo huyền tổ sư sắc mặt lập tức trầm xuống, chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh, các loại sơn lâm, bầu trời, mây trắng, còn có tòa kia thú hoàng pho tượng, lập tức đều biến đến vô cùng xa xôi, phảng phất cùng hắn cách xa nhau lấy vũ trụ năm ánh sáng. Hắn cùng thú hoàng pho tượng khoảng cách, nhìn như chỉ có trăm bước, trên thực tế đã biến thành triệu tỷ tỷ năm ánh sáng dài dằng dặc, để hắn lấy vạn lần tốc độ ánh sáng tốc độ bắn đi, cũng vô pháp chạm đến điểm cuối cùng. Ở đây người vây xem nhóm, chỉ một thoáng cũng cảm thấy đầu ông tác hưởng, mắt thường thấy rõ ràng trăm bước khoảng cách, nhưng bằng tự thân cảm giác lực, tất cả mọi người biết, kia trăm bước khoảng cách, đã hóa thành ước vạn năm ánh sáng, thậm chí còn khảm phủ lấy tầng tầng khác biệt chiều không gian không gian. Mắt thường cùng đại não phán đoán sinh ra khác biệt, làm cho không ít người nhận lấy to lớn trùng kích, thậm chí có người tại chỗ liền nôn mửa liên tu, chỉ cảm thấy đại não chóng mặt, phân không ra hư thực. Một màn kinh người cũng xuất hiện. Liền thấy đạo huyền tổ sư thế mà dậm chân tại chỗ, mà lại hai chân là lấy bay tốc độ nhanh,
kéo từng đạo tàn ảnh dậm chân tại chỗ, tràng diện kinh người phía dưới, lại có chút không hiểu buồn cười. Nhưng không có người bật cười, bởi vì tất cả mọi người rất tinh tường, kỳ thật đạo huyền tổ sư tốc độ là phi thường nhanh, chỉ là tại dài rằng giặc không gian khoảng cách dưới, lộ ra chậm chạp đến dậm chân tại chỗ thôi. Luân hồi chi chủ, hảo thủ đoạn. Cái này vũ trụ mệnh cách lực lượng, người chỉ phát huy ra không đến 1%, cái này không gian pháp tắc, liền như thế xảo trá lợi hại. Đạo huyền tổ sư liếc mắt liếc nhìn Diệp Thần, tự nhiên cũng biết, hắn tựa như quỷ đả tường dậm chân tại chỗ, là lâm vào Diệp Thần không gian pháp tắc bên trong. Đây là vũ trụ mệnh cách không gian chi lực, phi thường cường đại. Nhưng đạo huyền tổ sư biết, chân chính vũ trụ mệnh cách, đủ loại thời không lực lượng, muốn so Diệp Thần hiện tại nắm trong tay, còn phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu là hôm nay giao đấu, hắn thắng dựa theo ước định, hắn liền có thể cướp đoạt Diệp Thần vũ trụ mệnh cách. Nghĩ tới đây, đạo huyền tổ sư cũng không nhịn được có chút nóng mắt. Đạo huyền tổ sư, vậy là ngươi muốn nhận thua. Diệp Thần cười cười, cất bước hướng phía trước đạp đi, trong chớp mắt xuyên qua trùng điệp không gian, trăm bước khoảng cách đi ra 5 bước. Tuy chỉ là 5 bước, nhưng so sánh với đạo huyền tổ sư dậm chân tại chỗ, Diệp Thần rõ ràng chiếm hết ưu thế. Nhận thua, thời gian còn sớm đâu, ha ha. Huyền vũ mảnh vỡ, cho ta trấn áp. Đạo huyền tổ sư cùng không hoảng hốt, cười nhạt cười, tế ra huyền vũ mảnh vỡ, linh khí quán chú thôi động, thủ quyết bóp, liền thấy kia huyền vũ mảnh vỡ, hóa thành một đầu to lớn nặng nề huyền vũ thần thú, từ phía trên chân áp xuống, phịch một tiếng, ngay sau đó là răng rắc rung động, càng đem Diệp Thần bày ra trùng điệp không gian, lập tức đại lượng đập vụn. Diệp Thần kêu lên một tiếng đau đớn, đại lượng không gian bỗng nhiên nghiền nát, hắn cũng là nhận lấy không ít phản tổn thương. Đạo huyền tổ sư nhân cơ hội này, lập tức nhanh chân vào tới trước, lập tức liền xông ra 10 mấy bước, đem Diệp Thần vung ra đằng sau. Cái này lão tạp mao. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, nhìn một chút kia huyền vũ thần thú, tại tứ tượng mảnh vỡ về sau, lấy huyền vũ mảnh vỡ trầm trọng nhất, đạo huyền tổ sư mặc dù còn không có chân chính luyện hóa huyền vũ mảnh vỡ, nhưng đã có thể phát huy ra không ít hiệu dụng, giờ phút này mảnh vỡ hóa thần thú chân áp xuống, áp sập Diệp Thần bày ra tầng tầng không gian. Ngược lại để hắn cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Mắt thấy đạo huyền tổ sư nhanh chân vào tới trước, Diệp Thần cũng không dám thất lễ, lập tức nhặt hoa làm quyết, trên thân kim sắc Phật quang nở rộ, quát. Luân hồi Phật tướng, mở. Ầm ầm. Nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng vang, Diệp Thần cả người cấp tốc cất cao, toàn thân Phật quang nổ tung, làn da hóa thành kim sắc, tướng mạo trở nên dáng vẻ trang nghiêm, cả người trực tiếp hóa thành vạn trượng nguy nga, thành một tôn luân hồi Phật. Hóa thân vạn trượng luân hồi Phật về sau, Diệp Thần nhanh chân bước ra, trong chớp mắt vượt qua trùng điệp vũ trụ, trăm bước khoảng cách thoạt nhìn liền đi tới 10 mấy bước, lập tức liền đuổi kịp đạo huyền tổ sư. Đạo huyền tổ sư nhìn thấy Diệp Thần nhanh như vậy liền đuổi theo, cũng không nhịn được một trận kinh ngạc, nghĩ thầm, tiểu tử này quả nhiên không đơn giản. Hắn vừa mới đè xuống huyền vũ thần thú, huyền vũ uy áp mãnh liệt, nhưng lại không thể chặn đường Diệp Thần mảy may. Thấy thế, đạo huyền tổ sư cũng chỉ đành đem huyền vũ thần thú thu hồi, miễn cho uổng phí sức lực. Mà Diệp Thần lấy luân hồi Phật tư thái, vượt qua vũ trụ tinh hà, bước qua trùng điệp không gian, rất nhanh liền đem đạo huyền tổ sư siêu việt. Người có thiên địa pháp tướng, ta cũng có. Siêu thiên tàn tướng, mở. Đạo huyền tổ sư không cam lòng yếu thế, toàn thân thiên đế khí sôi trào, lập tức cũng là mở ra chính mình thiên địa pháp tướng, thân cùng pháp tướng hợp nhất, cả người cũng là hóa thành cao vạn trượng. Cùng Diệp Thần sánh vai, nhanh chân cấp tốc trước đạp, hướng Diệp Thần truy chạy tới. Chỉ một thoáng, Diệp Thần liền cảm thấy một cỗ to lớn uy áp tới gần, nhìn lại, nhìn thấy đạo huyền tổ sư kia siêu thiên tàn tướng hung mãnh tư thái, hắn cũng trong lòng không khỏi run lên. Cái này siêu thiên tàn tướng, mang theo một tia siêu phẩm thiên đế to lớn uy áp, hết sức lợi hại, 3 ngày đấu võ bên trong, Diệp Thần liền bị nhiều thua thiệt, lập tức cũng không dám có chút khinh thị. Hắn biết. Nếu như bị đạo huyền tổ sư đuổi kịp, hắn luân hồi Phật khí thế, khẳng định đánh không lại đạo huyền tổ sư siêu thiên tàn tướng. Một khi khí thế suy sụp, hắn bị áp chế lại, cuối cùng kết quả trận đấu, hắn thua không nghi ngờ. Cửu thương tiền bối, giúp ta. Nhật nguyệt thần quang, tật. Diệp Thần trong lòng câu thông cửu thương cổ hoàng, lập tức mượn dùng cửu thương cổ hoàng lực lượng, thân thể nhoáng một cái, toàn thân tách ra nhật nguyệt quang huy. Tiếp theo sát, thậm chí Diệp Thần cả người đều hóa thành một vòng nhật nguyệt thần quang, hưu một tiếng,
dùng tốc độ khó mà tin nổi tấn mãnh hướng phía trước bão táp. Đạo huyền tổ sư lấy làm kinh hãi, gặp Diệp Thần tốc độ như thế tấn mãnh, cũng chỉ sợ hắn trước tự mình một bước đến điểm cuối. Thiên không đại lao lung, phong tỏa. Đạo huyền tổ sư quát to một tiếng, ngón tay chỉ ra, một sợi như bầu trời xanh thẳng quang mang bắn ra, nghiêng nghiêng bắn hướng lên phía trên thương khung, cái này sợi quang tựa như một điểm mực nước chấm tại trên giấy, vốn là xanh thẳm thiên khung, trong nháy mắt trở nên càng xanh thẳm dịch thấu, như cùng một cái nắp nồi bự chụp xuống tới. Không được. Diệp Thần sắc mặt biến hóa, cái này bầu trời nắp nồi bự, bao một cái xuống tới, hắn liền cảm thấy không ổn, hắn vừa mới bày ra trùng điệp không gian, đã toàn bộ bị mảnh này bầu trời xanh thẳm thay thế. Bầu trời pháp tắc nguồn gốc từ thiên không thú hoàng, bầu trời đã là che chở, có thể bảo hộ sinh linh trưởng thành, nhưng cũng là một cái giam cầm, đem sinh linh vĩnh viễn giam cầm tại dưới bầu trời, không được siêu thoát. Đạo huyền tổ sư bố trí xuống thiên không đại lao lung, Diệp Thần giống như bị một cái màu lam nắp nồi bự bao lại, hắn mặc dù thân hóa nhật nguyệt thần quang, nhưng căn bản là không có cách thoát ly cái này nắp nồi bự, chỉ có thể ở nắp nồi bự bên trong không ngừng chuyển động xoay quanh. Nam Minh Bắc Minh người của hai bên nhóm, nhìn thấy Diệp Thần cùng đạo huyền tổ sư, các hiển thần thông bộ dáng, đều là cảm thấy hoa mắt, lại cực kỳ sợ hãi thán phục. Chẳng ai ngờ rằng, nhìn như đơn giản trăm bước bắn vọt, chàng diện càng như thế hoa lệ. Diệp Thần bị vây ở thiên không đại lao lung bên trong, từ ngoại giới nhìn lại, cả người hắn thật giống như tại nguyên chỗ đảo quanh, thoạt nhìn mười phần buồn cười, nhưng trong lúc trước mắt, tự nhiên không người dám bật cười, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí nhìn xem. Ha ha ha, luân hồi chi chủ, xem ra là ta muốn thắng. Đạo huyền tổ sư gặp Diệp Thần bị khốn trụ, lập tức tùy tiện cười to, hắn vượt qua Diệp Thần, cấp tốc xông về phía trước ra, vọt tới pho tượng 30 vị trí đầu bước chỗ, bước chân mới chậm lại. Bởi vì chỗ này phạm vi, khoảng cách thú hoàng pho tượng rất gần, pho tượng bên trên tản ra âm sát tà khí, ở chỗ này tạo thành một cái xương mù chướng khí độc vòng, cho dù là đạo huyền tổ sư, tiến vào cái này độc vòng về sau. Cũng cần thức tỉnh 12 phần tinh thần, nếu không một khi lọt vào âm sát tà khí ăn mòn, đạo tâm đều có thể sụp đổ. Nhưng chỉ cần có thể vượt qua độc vòng, liền có thể thuận lợi đến điểm cuối. Lấy đạo huyền tổ sư thực lực, hắn tự nhiên là có đột phá độc vòng tư cách. Mắt thấy đến Diệp Thần bị khốn trụ, mà đạo huyền tổ sư đã nhanh đến điểm cuối, Bắc Minh bên này, Tinh Diên, Khương Khiếu Vân, Tinh Thiên chân nhân các loại, đều ngồi không yên, nhao nhao đứng dậy. Vô cùng lo lắng cùng khẩn trương nhìn xem Diệp Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 572.